Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay Vũ sẽ khui thùng một sản phẩm cũ nhưng mà rất là mới. Vì sao Vũ nói như vậy? Tại vì đây là một bộ Xbox của hãng Pơ và nó sẽ có một cái màu mới trong năm 2022 này. Bây giờ mình sẽ khui ra, mọi người cùng xem nó như thế nào nhé. Bây giờ bắt đầu xé cái siêu này ra xem thử cái màu nó như thế nào đây các bạn. Mình làm cái nghề này mình cũng thích lắm, tại vì lúc nào cũng được khu đồ mới cả lắm. 2, 3. Màu này là màu hồng nè, màu ánh kim nè. Các bạn nhìn rõ không? Không quá nó màu nó đậm đậm các bạn, nó không có tươi quá. Nhưng mà nó tông được lớp này nè. Nó làm cái ánh kim rất là nhiều này, khi mà bạn để nó sân khấu á, khi mà lên sân khấu bạn rọi vào màu nó ánh lên sẽ rất là đẹp. Hệ thống cầm miền cái bên trong là gỗ mahogany và gỗ bola. Thì clip này thì mình chỉ khui thùng và cho các bạn xem cái màu, mình sẽ lắp lên để coi hình dạng của bộ cống như thế nào thôi. Còn cái clip mà làm về âm thanh của nó thì mình sẽ hẹn các bạn lần sau, mình sẽ làm một cái âm thanh nó chỉnh chu hơn cho các bạn nghe cho nó dễ. Thôi bây giờ mình sẽ lắp cái bộ này lên ha.
sau khi khui thùng thì các bạn sẽ được cái tom 10 nè, tom 12, tom 16 và cái snail 14, kit 22. Đây là cái bộ size tiêu chuẩn nha các bạn, nó bao gồm 5 trống. Và khi mà các bạn order ở Việt Thương á, các bạn muốn tìm cái sản phẩm này thì các bạn sẽ tới cái cửa hàng của Việt Thương hoặc cái đại lý của Việt Thương đó, thì đó sẽ bạn sẽ có những cái màu này. Thì hiện tại thì cái màu này thì ở Việt Nam mình thì mình là khui cái bộ màu này đầu tiên nha các bạn. Và các bạn muốn đến xem thì các bạn sẽ đến, mình đang trưng bày ở cửa hàng Việt Thương 369 Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh, quận 3. Thì các bạn sẽ đến xem cái màu mới này nó như thế nào. Ok, vừa rồi thì mình đã khui thùng và lắp đặt lên cái bộ trống như thế này cho các bạn xem. Thì nếu mà ai chưa biết về bộ xbox này thì bộ xbox này nó rất nổi tiếng trong cái giới chơi trống rồi. Thì những người này, anh em nào đi làm show hay là những anh em nào làm phòng tập hay là tập luyện tại nhà ở mức trung bình thì bộ xbox này nó đáp ứng rất là đầy đủ cho anh em. Thì cái màu này là màu mới. Đó, mình sẽ làm một cái clip về âm thanh hay là chi tiết về những cái ốc sò hay là tùm ký cho các bạn về ở một clip sau. Thì clip này mình chỉ muốn để các bạn thấy cái màu sắc của nó khi mà khui ra nó như thế nào thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương để các bạn để xem được nhiều cái sản phẩm nhạc cụ chính hãng mà mới. Chào các bạn.